Nghe vẻ nghe ve ai về Bến Cát, nghe con trẻ hát Sài Gòn Lộc Ninh. Tan tính tan tình trái gùi Bến Cát, nghe con trẻ hát hát chỉ mấy câu mà thấm tình sâu. Xe lửa kéo còi ra ga đón mẹ lấy gùi ăn chơi. Nhưng hỏi ơi, người mẹ được con căn dặn đã chết trong chiếc xe lửa khứ. Đẫm máu tươi còn nắm chặt sâu gùi, người mẹ ấy là Trương Thị Nhành ở huyện Lái Thiêu làng An Thành, chở đồ gom đi bán chợ Hớn Quảng Lộc Ninh, bán chén bán tu cho người nghèo tứ xứ. Mỗi ngày một chuyến lời chỉ đủ ăn, nuôi chồng ốm đau nghiệp vì con chắc yêu từng mảnh quần tấm áo. Ngày 8 tháng 5 năm 1960, sau khi bán xong đồ gốm, người mẹ vội vã đắp xe về. Nhớ lời con dặn, mẹ mua sẵn mấy xu gùi. Nhìn trái gùi vàng ửng, chị Nhành khẽ nói: người ta giàu mua cam tàu, xá lị, hồng khô, nhà mình nghèo mua trái rừng Mười Hai. Trái đơn sơ như đời cha đời mẹ, ngon hơn trái Bình Bát, chắc là cũng khoái khẩu con tôi. Nói sung sướng vô cùng khi thấy con đón mẹ trước nhà ga. Tiếng còi báo tin xe vừa chuyển bánh, chị Nhành cầm mấy xô gùi vội vã bước lên thang. Chỉ một bước mẹ đã về tổ ấm được gặp con, nhưng con ngờ đâu việc qua thức khuya dậy sớm tần tảo ngược xuôi, lo cho chồng con quên ăn nhịn khát, mỗi rủ rượi cả hai chân. Bước sau cùng chơi chơi nên chị Nhành té trên đường rầy khi xe vừa chuyển bánh. Trời ơi, bánh xe lăn giữa đường rầy, bánh xe nghiền nát qua thay chị rồi. Đường về nữa chuyến khứ hồi, bụi đường đẫm máu đỏ tươi thân nghèo. mé nước nhà ga, trời lại thiêu mấy phố là đà, nghe nức nở tiếng còi tàu nghe đàm. Thấy người cùng chuyến xuống xe nhưng không thấy mẹ, đứa con thơ vội hỏi: má cháu đâu, má cháu đâu? Thì người cùng chuyến liền ôm xiết đưa cháu mới mồ côi, nhưng nói chẳng nên lời. Má cháu đây, hãy cầm lấy sâu vùi. Không thấy mẹ về, đứa con khóc mướt: má cháu đâu, sao không về một chuyến xe? Cầm sâu vùi, cha không cầm được nước mắt. Mẹ chết rồi, con đừng khóc nữa con ơi. Hãy cùng cha tìm gom hết thịt xương của mẹ, và mẹ con sẽ ở gần bên cha con mình trong nấm mộ sau hè. Trời ngỡ người vợ bố về nơi chân thêm, gà trống nuôi con cha thêm thâm tía nỗi đau thầm. Đi chợ Sài Gòn mua trái hồng trái dại, con đòi trái gùi, cha càng nhớ đến mẹ con. Trái rừng quê mà tình sâu nghĩa nặng, vợ chồng nghèo từng chia sẻ nỗi lòng đông. Mãn tan vợ khi có người tìm mai mối, thắp nhang trước mồ mẹ, cha nói với cây rừng. Chập chờn, cha thấy mẹ con cầm sâu gùi sâu phên cửa đến bên con, đặt sâu gùi trên bàn tay con đang ngủ, dặn dò cha nhớ đắp mền cho con khi trời trở gió lập đông. Con môi duyên sao lựa người hiền hậu, nhưng mẹ ghẻ con chồng khó lòng mình ơi. Bỗng tiếng còi tàu đêm làm tan giấc mộng, cha chạy đến bàn thờ dặn cao ngọn đèn trưng vinh, giọt lệ nhỏ di anh khi đầu cha gục giữa bàn thờ. Ngày dỗ mẹ con hai gùi cúng mẹ, cha nuôi con ngày một lớn khôn. Càng nghe tiếng còi tàu lòng cha càng thốn thức, trọn nghĩa vợ chồng cha ở vậy.